Hello, xin chào các anh em, mình là Sự Vinh. Thì ok, hôm nay chúng ta có một cái sự kiện mới, đó là sự kiện MOCO vượt rào. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà tham gia cái sự kiện này, cũng như là mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái mẹo mà anh em kiếm được nhiều xu em này nha. Đó. Ok, đầu tiên là cái sự kiện MOCO vượt rào thì anh em chỉ cần việc là bấm vào cái phần biểu tượng MOCO, sau đó thì anh em bấm vào MOCO vượt rào. Đó thì hiện tại dạo này pin nó hơi lắc anh em ạ. Pin nó hơi lắc nên là rất là khó khăn trong việc là chúng ta chơi. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách chơi như thế nào, cũng như là anh em cần phải làm gì. Và đầu tiên thì mình xin phép em cho mình một ít thời gian mà anh em kéo xuống ấn like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Nếu mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên là MOCO vượt rào thì chúng ta sẽ có là hai chỗ này. Thứ nhất là đổi quà và thứ hai là bắt đầu. Thì khi mà anh em bắt đầu á thì anh em sẽ tốn là 3 trái tim để mà chúng ta bắt đầu. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ có một 3 lượt miễn phí. Đây, thì 3 lượt miễn phí là 3 trái tim mà chúng ta có. Thì người ta chơi sẽ chọn một trong hai chế độ chơi, tức là chế độ chơi thường và chế độ chơi ma trận. Thì ma trận thì chúng ta sẽ được tăng gấp 7 lần số điểm. Hay đó, thì nói chung là anh em chơi này rất là dễ. Thì mình sẽ bắt đầu lần đầu tiên. Thì đổi quà thì chúng ta sẽ có cái móc là 15.000 vàng thì chúng ta sẽ được là cái ba lô nha anh em, ba lô ma trận. Đó, còn quà hứa hẹn thì người đạt top thứ nhất á thì sẽ được gậy cho ma trận nha. Đó, người top 2, top 3 thì sẽ được những cái khác. 1.800 nha, hiện tại thanh niên này đạt 1.800 để mà nhận được cái này. Thì mình chỉ cần vượt qua thanh niên này thôi. Đó, ok, thì đó là cách mà anh em chơi. Bây giờ chỉ cần mình bấm bắt đầu thôi. Bắt đầu thì nó sẽ tiêu tốn anh em là một cái trái tim nha anh em. Thì một trái tim tức là anh em một mạng đó. Thì nó sẽ có hai chế độ thường. Cho mình sẽ có hai chế độ thường và chế độ ma trận. Thì anh em chọn chế độ thường á, thì điểm anh em cho vẫn còn nguyên nhưng mà chơi rất là dễ. Còn chế độ ma trận á, thì nó sẽ rất là khó nha anh em, nó khó hơn nhiều. Thì trước tiên mình sẽ test cho anh em trên chế độ thường trước. Đó, thì anh em chỉ cần việc là bấm vào nút chạy hoặc là bấm vào nút chế độ thường trước đi. Bấm vào chế độ thường sau đó thì anh em bấm vào nút chạy nha. Đó. Thì cái nút này nút nhảy với anh em, thì chỉ cần anh em bấm vào nút này thì nó sẽ nhảy lên. Nó sẽ vượt qua những cái chướng ngại vật này. Thì anh em nào thấy quen quen thì chắc chắn là anh em sẽ nhớ là cái game mà con khủng long á anh em. Cái game khủng long khi mà anh em lên internet trên PC là có bị mất mạng á, thì có con khủng long đó. Thì nó cũng tự độ như vậy thôi. Đấy, thì này rất là đơn giản. Đây là chế độ thường nha anh em. Thì điểm số của anh em là được bao nhiêu nó sẽ tính bao nhiêu luôn, nó không có nhân đi nhân đôi gì hết trơn á. Còn khi mà anh em chơi trong chế độ ma trận á, thì nó sẽ nhân cho anh em là 1.7 lần cái số điểm mà anh em hiện có. Thì đôi khi á, thì mình thấy là thường thì anh em sẽ chơi cái này sẽ dễ hơn, còn nếu mà chơi kia thì gắt quá em ạ. Đấy, nó rất là nhanh rồi, nó nhanh rồi nè. Khi mà anh em va vào những cái thùng này thì anh em sẽ chết nha anh em, chết và anh em sẽ mất một mạng. Đó, nó cũng giống như là bên game con khủng long thôi. Đấy, mình bắt đầu thấy qua mắt chóng mặt cho nó rồi đấy. Mình không dám nhìn lên số điểm mình hiện có luôn ấy. Bây giờ mình đang chạy nè. Đấy, rất là nhanh luôn. Càng ngày nó càng nhanh em mà. Ok, được 900 mấy điểm rồi, 1.000 rồi. Đấy. Rồi, em thấy ghê không? Thấy anh em thấy chơi ghê không? Ui, khó vãi nồi em mà. Khi mà nhanh quá thì anh em đợi gần tới cái cục thùng anh em phải nhảy nha. Nhảy sớm là nó sẽ bị hút á, hút là cái khoảng giữa của hai cái thùng nó sẽ không đủ cho anh em nhảy tiếp theo đâu. Đấy, rất là khó luôn. Đấy, rất là khó anh em mà. Nhanh vãi nồi luôn anh em ạ. Ui. Căng vãi nồi anh em mà. Thì cái game này mình thấy là cũng tự tự như cái game Mario hồi đời đầu anh em. Ấy chết rồi. Được 2.000 điểm nha anh em. 2.000 điểm là cho chế độ thường. Vượt qua 93,3% người chơi. Anh em phải ghê kinh không? Thì khi mà anh em được cái số điểm này rồi á, thì anh em sẽ có một cái hộp quà với nè. Thì anh em hãy nhấn vào cái hộp quà này để mà anh em nhận cái phần thưởng nha. Đó, hộp hỗ trợ ngẫu nhiên. Rồi, hộp hỗ trợ ngẫu nhiên. Thì nói chung là mỗi một người sẽ có một cái phần quà khác nhau nha anh em. Đó, thì anh em chỉ cần việc cho để mà đổi quà thôi, mình được 2.000 điểm nè. Đó, quà thứ hạng thì mình đã được top 1 nè. Đó, top 1 thì anh em chỉ cần việc là bấm vào nhận thôi. Đấy. Đó thì anh em bấm vào nhận những cái này thôi. Đó, rất là dễ nè mà. Được 2.000 điểm thì anh em nhận những cái này. Đó. Còn cái này thì chúng ta phải đạt được số điểm theo ý của nó nha. Bây giờ mình sẽ chơi cái chế độ ma trận cho anh em xem là nó có khó hay không nha. Mình nghĩ là chế độ ma trận nó sẽ khó hơn nhiều đó nha anh em. Đó, những cái hòm này, những cái thùng này nó rất là ui, màu xanh nó làm như là nó tạo cái độ khó cho mình đó anh em. Đó, thì khi mà anh em chơi xong thì nó sẽ có một cái hồng quà ở đây nè. Thì anh em chỉ việc là bấm vô hồng quà mà anh em ấy thôi. Khi mà anh em hết cái mạng á thì anh em chỉ cần anh em vô chơi trận đấu thì nó sẽ có một cái mạng cho anh em. Thì anh em nhớ là anh em nhìn những cái thùng thôi, anh em đừng nhìn những cái khác nha. Cái khác chỉ là làm cho anh em phân tâm thôi. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì cái này nó khó hơn cái chế độ mà thường nhiều. Nó làm những cái gọi là hình cho chúng ta mờ mờ đó. Đó, anh em thấy không? Cái mờ chúng ta phân tâm mà cái chúng ta nhảy lộn. Cái pha đầu tiên là tôi nhảy mà phát ngay rồi. Cái chân cái khơi chút kia luôn, không trượt gì đâu được anh em à. Ngay chân cái thùng luôn. Ui. Cái này tốt nhất là anh em nhảy để sao mà cho nó lọt ra ở chính giữa của hai cái thùng á thì anh em sẽ dễ hơn. Với lại là cái chế độ ma trận này nó sẽ tăng gấp 1,7 lần cái tốc độ nó chạy anh em. Nên là nó rất là khó. Đấy. Hiện tại mình đã được 1000 mấy rồi. Đấy, chết rồi. Thì nói chung là chế độ này cũng rất là đơn giản. Đấy, khi mà anh em chơi chế độ ma trận thì anh em sẽ được nhân lên. Lúc nãy là mình được có 1001 thôi, nó nhân lên 1,7 lần là lên được 1969 này. Đó, chúng ta sẽ nhận được cái hộp quà nữa. À, giấy bay vàng lần này là giấy bay vàng anh em à. Đó, xem này sẽ đổi được 2 giấy bay vàng với lại cái này. Đây, nhận đi. Đó, thì nhận thì cái điểm của anh em nó sẽ không có bị mất nha anh em. Đó, cái điểm nó sẽ cộng dồn cho đến khi là anh em kết thúc cái này luôn. Đó, ok, thì đó là cái phần chơi cái chế độ ma trận này. Thì cũng khá easy thôi anh em à. Đó, còn chơi một trận đấy khi mà chơi thì cái này anh em chơi trong trận tự chiến hoặc là trừ đông nó thường gì đó. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái mẹo. Thì cái mẹo này là giúp cho anh em có thể kiếm được nhiều cái xu M nhất có thể. Đó, hiện tại là mình đang có là 6421 xu. Thì cái mẹo này nhờ anh em trên kênh mình hướng dẫn chỉ cho mình, thì mình chỉ cho anh em thôi. Đó, thì cái mẹo như thế nào? Thì khi mà anh em bấm vào cái bộ trần phần MOCO bùm chiếu á, thì sẽ hiện lên một cái như thế này. Thì anh em để ý giúp mình ở chỗ thời gian nè. Đó, cái chỗ thời gian nha. Nếu mà cái thời gian là 100 giây thì anh em phải chơi. Còn nếu mà anh em là thời gian là 20 giây thì anh em cứ bấm ít ra, sau đó anh em tìm lại 100 giây nha. Đó. Thì bình thường á thì tìm cái này rất là lâu. Tầm khoảng đâu là 7-8 cái mới có một cái anh em ạ. Đó, mình sẽ bấm kiếm mà kiếm cái chỗ nào có thời gian 100 giây mình mới chơi nha anh em, để mà cho nó cái điểm nó nhiều. Tại vì cái phần 100 giây đó là cái dòng thưởng đó anh em. Đó, 100 giây nè. Thì cái dòng này là cái dòng là hai cái chữ MF, hai chữ F với hai hình của mấy con virus nè. Đó thì mình chỉ cần bấm bắt đầu thôi. Thì cái dòng này sẽ có thời gian 100 giây. Anh em vừa có thể là bắn nhiều, cũng có thể là anh em có nhiều thời gian để mà anh em nhận thưởng hơn. Đấy, thì rất là dễ, cái dòng này rất là dễ nha. Còn những dòng khác thì nó khá là khó nhưng mà điểm thì nó không bao nhiêu cả. Anh em nào muốn đổi điểm nhanh á thì anh em cứ gọi là kiếm cái dòng này anh em chơi thôi. Đó, thời gian là 16 giây, còn phần thưởng là 115 huy hiệu này anh em thấy không? Ok, còn cái này để cho mình test cho anh em xem. Mấy cái dòng thường á thì anh em chỉ có thời gian là 20 giây thôi. Và đôi khi anh em chơi cũng không thắng được nó nữa. Mà có dù thắng đi nữa thì chỉ có là 40 điểm thôi anh em ạ. Đó, thì cái này thì đây là cái mẹo của một số anh em trên kênh mình chỉ cho mình. Thì mình chia sẻ cho anh em thôi. Đó thì này là mọi người trên kênh hướng dẫn cho mình rồi mình thấy hay nên là mình chia sẻ cho anh em chứ không có gì chân á. Hiện tại mình 6.000 mấy xu rồi nên là mình cũng không cần những cái này đâu. Ok, bây giờ chúng ta cái việc là vô mà chúng ta đổi quà thôi. Đó, đồ rất là nhiều luôn. Cái ván nè. Đấy, chúc mừng liền. Đổi sao cái mấy cái này là mình đổi hết luôn cũng được đây nè. Rất là nhiều luôn. Đấy, rất là nhiều. Thì nói chung là sự kiện hôm nay thì khá là đơn giản thôi, nó không có nhiều quá khó ra. Có một cái là nó bị lắc thôi em ạ. Bị lắc bên hơi cao. Đó, cái gì liền. Đây nè. Chứ mà đổi hết anh em. Đấy. Đậu xanh nó bị lắc anh em ạ. Đấy, mỗi lần bấm trong đổi thì nó sẽ hiện lên thế này. Ui, game là dễ anh em ạ. Đấy, đấy. Rất là nhiều luôn. Đổi một lần nó xuống tay luôn anh em ạ. Đấy, thế là xong. Thì nếu mà anh em xem video mình đến cái giờ phút này anh em cảm thấy video mình bổ ích thì nhớ để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để mà ủng hộ kênh mình nha. Ngoài ra thì khi mà ngày 18 bắt đầu á thì anh em sẽ có một sự kiện đó là đăng nhập nhận hòm xét và là MOCO. Thì Gana chỉ cho chúng ta nhận đó là 1 trong 3 thôi. Đó, 1 trong 3 thôi nha anh em, chỉ trong vòng ngày 18 thôi, 18/9. Thì nếu mà anh em có MOCO rồi á thì anh em không cần phải nhận MOCO nữa, anh em chỉ cần nhận cái hòm xét thôi. Đó, nhận hòm xét thôi. Thì nói chung là cái này cũng khá dễ. Còn cái sự kiện này thì anh em phải chơi cái con MOCO, phải sử dụng con MOCO chơi thì anh em mới nhận được những cái này nha. Thì anh em tranh thủ cài đi, kiếm cái mảnh thức tỉnh trước, sau đó thì anh em sẽ đợi tới ngày thức tỉnh đó anh em thức tỉnh thôi. Đấy. Hình như ngày 18 tháng 9 anh em ạ, ngày 18 tháng 9 là chúng ta sẽ có sự kiện thức tỉnh MOCO rồi, nên là anh em tranh thủ nha. Đó, ok, và đó là phần nội dung video clip mình. Nếu mà cảm thấy video mình bổ ích thì nhớ lại cho mình một like, một đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Đó, ngoài ra thì đây là cái phần đổi quà của sự kiện là Farmat nè, nhưng mà hiện tại là người ta vẫn chưa có mở cái sự kiện này ra nên mà nó bị lỗi rồi. Đây mình sẽ đăng xuất, sau đó mình đăng nhập lại xem nào. Đây đăng xuất sang là mình đăng nhập lại nha anh em. Đó thì anh em sử dụng phòng tài khoản Google hay lại là tài khoản VK thì chắc là có hơi khó. Đấy, đổ sẵn ra đăng luôn rồi. Cái nhờ. Ok, bỏ qua cái phần đó đi. Thì lâu lâu thì chúng ta sẽ vô trong đây chúng ta chơi lại nè. Đấy, ok, và đó là phần nội dung của video clip mình. Nếu mà cảm thấy yêu mến mình thì đừng quên lại mình một like, một subscribe để mà ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.